Người đẳng cấp bây giờ là phải sống thế nào ạ? Là phải có số 4, xe 4 bánh, nhà 4 tầng, tủ lạnh 4 cánh. Giới thiệu với anh em một sản phẩm dành cho cuộc sống thượng lưu, tủ lạnh Fan Store InstaView, mặt gương màu đen 617 lít. Nhìn qua mặt tiền thôi ấy, đã thấy đủ uy tín rồi. Tủ lạnh được thiết kế 4 cánh sang trọng, sang bóng và đẹp nhờ vào chất liệu cao cấp, mang đến sự sang trọng cũng như rất tiện lợi khi mà sử dụng. Đây, anh em nhìn này, chỉ cần gõ 2 lần là đã có thể nhìn được bên trong tủ, rất hiện đại luôn. Chiếc tủ có dung tích rất lớn, tổng diện tích 617 lít cùng nhiều khay đựng ngăn chứa, giúp bạn thỏa sức lưu trữ thực phẩm cũng như phân chia khu vực cho các loại đồ ăn khác nhau, tạo sự tươi mới, không lẫn vị đồ ăn với nhau. Anh em đến gần đây để tôi cho mà xem. Bên trong này, chúng ta thường để các loại nước mát, nước ngọt, sữa ở cánh tủ. Với các tủ bình thường thì đồ của chúng ta sẽ được làm lạnh chậm hơn, nhưng ở đây thì có công nghệ đo cooling làm lạnh nhanh và giữ nhiệt độ cho đồ đặt ở cánh tủ cực tốt. Ngoài ra còn có ngăn fresh tray tạo ra một không gian tách biệt để lưu trữ các loại gia vị, nước chấm, sốt. Một trong những tính năng quan trọng của tủ lạnh Multi-Door InstaView là Express Free, giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ của toàn bộ tủ lạnh để bạn có thể toàn bộ lưu trữ các loại thực phẩm đông lạnh cùng một thời điểm. Một ưu điểm nữa chính là tủ lạnh này không bị mùi anh em ạ. Công nghệ Hygiene Fresh sử dụng bộ lọc 5 lớp giúp khử sạch vi khuẩn, những mùi khó chịu, kể cả những mùi từ hải sản, đồ sống. Đi đường về nóng à? Có ngay tính năng tự động làm đá giúp tiết kiệm thời gian làm đá. Ngoài ra còn có tính năng Cleaning Time, làm sạch tủ lạnh trong vòng 15 phút, không cần tắt nguồn điện. Anh em cũng có thể điều khiển các hoạt động từ xa qua Wi-Fi với ứng dụng LG ThinQ. Đây không chỉ là một sản phẩm đẳng cấp, đó còn là lối sống của tương lai. Hiện em này đang có mức giá là 34,9 củ, đã được MediaMart giảm 2 củ. Nếu anh em đang muốn một chiếc tủ lạnh cao cấp để phục vụ cho đại gia đình, hãy chọn tủ lạnh Fan Store InstaView, mặt gương màu đen 617 lít ở MediaMart nhé.